Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và trước mặt Huy đây là một chiếc xe Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2019 nha các anh chị. Được chủ xe mua xe tại Toyota An Thành vào tháng 7 năm 2019. Và đối với sản phẩm này thì vẫn còn được bảo hành hãng trên toàn quốc, cho nên có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được bảo hành các anh chị. Với trang bị rất là nhiều những cái tính năng an toàn và chất lượng ngoại thất cũng như nội thất bên trong còn rất là mới và đẹp. Xe được trang bị tới 7 túi khí, những hệ thống như ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành nhân dốc đều có đủ hết các anh chị. Cùng vui mình xem chi tiết về sản phẩm ạ. Đây, đèn anh chị nhìn ha, khá là sáng bóng và mới. Đó, đèn cản, ga lăng, lưới cản. Đó, xe này màu bạc nha các anh chị. Và sản phẩm mới vừa được bên Huy lấy về và đợi làm đẹp là Maruguri. Đó, xe được chủ xe bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đi bảo dưỡng. Và đây, vỏ xe là còn nguyên bản theo xe, tuần thứ 9 của năm 2019 nha các anh chị. Đó, gai vỏ, mọi thứ còn rất là mới và đẹp. Thì xe này anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị lấy chiếc xe này. Với một chiếc xe 8 chỗ gầm cao, Toyota Innova là một trong những sản phẩm khá là rộng rãi gia đình đi sử dụng và khá tuyệt vời nha các anh chị nha. Đó. Đây, vỏ gầm nhún mọi thứ còn rất là đẹp. Đó, cụm đèn anh chị nhìn nha, khá là mới. Đây, có cảm biến khoảng cách từ phía sau luôn nha các anh chị. Cảm biến khoảng cách từ phía sau. Xe trang bị DVD và có cả camera yellow. Camera yellow. Vỏ gầm. Anh chị mua những cái sản phẩm bên Huy thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Bên Huy luôn cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản cho anh chị. Và về động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số. Đó, cửa anh chị đó ha, nghe đóng khá là chắc. Đó, đối với những cái sản phẩm như thế này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, anh chị không cần phải tốn chi phí để bảo dưỡng hoặc là làm bất kỳ vấn đề gì nữa. Với những cái xe qua sử dụng như thế này thì những cái phần phụ kiện như dán phim, ghế này nọ thì hầu như là anh chị không cần phải trang bị thêm. Và chiếc xe này đã được chủ xe trang bị đầu DVD, ghế da, dán phim, làm khá là nhiều thứ rồi. Thì anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Tiếp theo Huy sẽ mời các chị cùng vui xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Huy mời các chị cùng vui xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây các anh chị, xe gia đình đi sử dụng kỹ cho nên là chất lượng nội thất bên trong còn rất là mới và đẹp. Phần tapi anh chị thấy không? Khá là ok. Keo luôn, mọi thứ còn nguyên bản. Ở trên trần thì chủ xe đã bọc trần 5D các anh chị. Trần này khá đắt tiền. Ưu điểm của trần 5D này vừa có tính thẩm mỹ, một phần nữa là cái vấn đề cách nhiệt khá là tốt. Với thời tiết như thế này anh chị ngồi trong xe vẫn thấy rất là thoải mái, không có quá nóng. Những vị trí lên xuống đồ chủ xe đã dán đề can hết rồi cho anh chị. Đó. Ở dưới sàn thì đã lót sàn simili, đồ nghề mọi thứ còn rất là mới. Đây, ghế rồi anh chị ha, ghế đã được chủ xe bọc da và mọi thứ còn rất là mới. Đó. Dãy ghế sau thì chúng ta có thể treo lên ha, để mình có thể có một cái vị trí để đồ khá là rộng rãi. Tiếp theo mình sẽ đến lên phía trước để xem thêm về phần tapi phía trước. Đây các anh chị, tapi phía trước. Xe bên Huy mới vừa lái về chưa có làm đẹp, chưa làm maru, chưa có làm maruguri. Nhưng mà chất lượng của xe này thì chủ xe đi giữ cũng khá kỹ cho nên là mọi thứ còn rất là mới. Nội thất bên trong cũng còn rất là thơm luôn. Đó, những vị trí như này rất dễ bị trầy xước thì chủ xe đã dán hết đề can rồi anh chị. Anh chị thích thì mình tháo ra thôi. Thì đây là một ưu điểm của sản phẩm này. Về hộp số thì như Huy trao đổi có chế độ Eco và Power, Eco và Power và hệ thống chống trơn trượt.
đó, những cái nút bấm AC, mọi thứ. Chủ xe đi giữ kỹ, và xe này là một chiếc xe chuẩn gia đình, chuẩn gia đình đi, cho nên là mọi thứ anh chị nhìn nha, những vị trí thừa tay này, đó, những cái miếng đề can như thế này được chủ xe dán đó, rất là kỹ luôn các anh chị, rất là kỹ luôn. Đó, Huy sẽ lên phía trước để nổ máy cho anh chị và các bạn mình nghe về cái tiếng của động cơ. Odo 69.759 cây số nha các anh chị. Odo chuẩn của xe. Đây anh chị nhìn nha, tắp bi cửa còn rất là mới và đẹp, anh chị nhìn không? Đó, rất là mượt luôn. Ở những vị trí như này chủ xe đã gắn đề can, vừa làm đẹp và thứ hai cũng bảo vệ cho những cái phần ốp nhựa không có bị trầy xước các anh chị. Đây đầu DVD, có rất là nhiều những cái tính năng, ở trong đó có tính năng là đĩa này, radio này, bluetooth này, dẫn đường này. Đó. Thì khi mà anh chị mua những cái sản phẩm xe qua sử dụng như thế này thì anh chị đỡ tốn ha, đỡ tốn chi phí khá là nhiều. Đó. Ok, thì sơ bộ cho anh chị nắm về cái sản phẩm này. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một sản phẩm để phục vụ cho việc đi lại của gia đình thì anh chị có thể tham khảo chiếc xe này. Đó. Chất lượng hoàn toàn yên tâm vì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng, và xe này chủ xe bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ các anh chị. Đây những cái miếng nhắc bảo dưỡng ha, vẫn còn treo trên này, thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Xe này chỉ có bảo dưỡng ở Toyota An Thành và Toyota Vũng Tàu thôi nha các anh chị, chỉ bảo dưỡng hai nơi thôi. Còn động cơ đây anh chị xem, nó rất êm, và từng chi tiết đó, từng bồ lon con tán, từng dắt điện, mọi thứ đều còn rất là mới và đẹp. Anh chị hoàn toàn yên tâm với chất lượng của sản phẩm. Đó, khá là ok nha anh chị. Và đối với sản phẩm này thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 642 triệu nha các anh chị. Toyota Innova số sàn 2019. Xe khá là chất lượng, gia đình đi sử dụng kỹ. Anh chị nào có nhu cầu mà thiếu tài chính thì có thể nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha anh chị. Lãi suất khá là ưu đãi, chỉ 5.79% trên năm thôi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị.